Cái dòng wifi này nó thiên về tính năng ổn định cao anh em nhé Tức là dành cho những em nào thích wifi mạnh, ổn định, sóng khỏe Thì anh em sẽ anh em sẽ dùng dòng này Sóng khỏe và nó có cái công nghệ này đấy anh em này Anh em nhìn cái công nghệ này Đấy chính là cái công nghệ roaming và công nghệ mét nhé Nó giúp anh em là chuyển vùng và lan tỏa sóng Cái dòng này thì như trước kia anh em dùng thì không có đâu anh em ạ Bây giờ nó mới phổ cập giá nó bình dân mới mua được Chứ còn trước kia những cái dòng này chỉ dành cho những cái doanh nghiệp lớn Người ta mới dùng thôi Anh em đi quanh nhà nó chỉ có một tên wifi thôi anh em ạ à. Tức là anh em lắp một dàn như thế này nhé Chẳng một dàn anh em nhìn này 6 bộ nhé Thì nó chỉ có một cái tên wifi thôi Hiện lên và sóng rất là mạnh Và cái chính nó là dùng băng thông 1000 nữa Thì ra sóng mắt ok lắm à, Em à lấy cho anh cái điện thoại Bây giờ mình, mình sẽ test cho anh em xem điện thoại nhé Nói chung trong tầm giá này mà mua dòng này là ok Hơn 6 lít là tuyệt vời Sóng siếc khỏe mẹ châu bó lắm anh em ạ Bây giờ test cho anh em xem nhé Nhớ anh em chắc không tin Nên mà test cho anh em xem Đây bây giờ sử dụng điện thoại nhé Đây bây giờ mình sẽ vào mạng cho anh em xem này Ở đây mình đang để cái là test 2.4 và 5G nhé Bây giờ test thử 5G nhé Anh em xem Sóng của nó nó thật sự giạt rào luôn anh em ạ Căng đét luôn Đang test nhé Test 5G anh em nhé anh em nhìn rõ này Ok nhá, 5G xong rồi. Bây giờ bắt đầu vào mạng này. Đây chạy phần mềm nhá, phần mềm này phần mềm test dung lượng. phần mềm này thì siêu nổi tiếng rồi. Tại test dung lượng nhá, để cho anh em xem. Méo xong con này lại báo không có mạng nhỉ. Đây chờ chút nhá. Bắt giờ hẹn. Đây bây giờ chạy thử nhá.